Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình có một số câu chuyện liên quan tới Mỹ và Việt Nam. Mình muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn. Mấy hôm nay báo đài Mỹ xôn xao về cái việc ông John Bolton. Ông này là cựu cố vấn an ninh cho Tổng thống Trump. Ông mới vừa ra mắt cuốn sách là với tựa đề là The Room Where It Happened. Thì trong cuốn sách này thì mình cũng chưa đọc cuốn sách, nhưng mà mình có nghe trên báo thì TV nói là cuốn sách này, nội dung cuốn sách này chỉ trích ông Tổng thống Trump rất là nhiều. Thì cái những cái việc này thì mình sống ở đây cũng một thời gian thì mình thấy những cái việc này nó cũng không có gì mà quan trọng, nó thường xảy ra lắm, nhất là tới cái mùa bầu cử này. Như các bạn biết thì ở Mỹ này thì có hai đảng, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Khi tới mùa bầu cử thì họ thường đưa ra những cái câu chuyện có đúng có sai, dìm hàng lẫn nhau, kiểu như là làm mất uy tín của nhau trong mắt của những cử tri đi bầu. Thì cái chuyện này cũng vậy thôi. Cái chuyện này cũng là một chuyện, có thể là ông John Bolton là ông muốn cho Tổng thống Trump rớt, cho ông Joe Biden là người của đảng Dân chủ lên, thì ông đưa ra cuốn sách trong cái thời gian này. Thì hoặc cũng có thể là ông vì cái về lý do tài chính, tại vì cái gần tới ngày bầu cử thì nếu mà ông ra cuốn sách này thì nó sẽ thu hút nhiều người, nhiều độc giả. Thì cũng có thể đó, cũng có thể lý do này hoặc lý do khác. Thì nói chung là ngày tới tới lúc bầu cử, tới mùa bầu cử thì những cái chuyện như thế này nó sẽ xảy ra. Thì giống như là cách đây khoảng một tháng thì cũng có một người phụ nữ đứng lên tố cáo ông Joe Biden là quấy rối tình dục của bà ta khi bà ta còn làm trợ lý trong cho văn phòng của ông Joe Biden. Với lại là trong cái thời gian mấy tuần nay thì nước Mỹ xảy ra nhiều cuộc biểu tình, bạo loạn. Thì đảng Cộng hòa cũng là bóng gió cho rằng là những cuộc biểu tình bạo loạn là có cái bàn tay của bên đảng Dân chủ nhúng vô. Thì họ cho rằng là những người Antifa, là những người tổ chức mà cái khu tự trị ở Washington, Seattle, Washington là do những người của đảng Dân chủ giật dây. Thì có một cái điều mà mình thắc mắc, thì những chuyện như thế này xảy ra ở Mỹ thì cái bọn mà truyền thông của truyền thông thổ tả giống như là RFA hoặc là VOA, những cái truyền thông thổ tả mà chống cộng ở đây thì không nghe họ nói gì, hoặc là không nghe họ đăng gì, hoặc mà họ có đăng thì họ đăng với một cái tính chất rất là hời hợt nhẹ nhàng. Chứ còn mà nếu mà những cái việc như thế này mà xảy ra ở Việt Nam thì họ hăng hái lắm, họ khai thác đủ mọi lúc, mọi chiều, mọi khía cạnh. Thì giống như là ở Việt Nam mà ví dụ như mà có những cán bộ mà bị mang ra xử lý về tiêu cực thì họ bóp méo sự thật. Cái bọn mà truyền thông thổ tả ở đây thì bóp méo sự thật, rồi hướng dư luận theo một cái kiểu giống như là họ sẽ nói là đấu đá nội bộ, hoặc là phe này đánh phe kia thế này thế nọ. Thì giống như là ví dụ như mà ở Việt Nam mà nếu mà có một đảng viên nào đó đứng ra mà viết bài hoặc là livestream rồi công kích lãnh đạo, công kích nhà nước, thì cái bọn truyền thông thổ tả ở đây thì họ sẽ tận dụng mọi cơ hội, họ chụp
cái sự kiện, rồi họ bóp méo, rồi họ xuyên tạc, rồi họ vu khống, rồi họ cho rằng là tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam không tốt nên có những đảng viên đứng lên tố cáo Đảng Cộng sản thế này thế nọ. Nhưng mà ông John Bolton này, ông là một cựu cố vấn an ninh cho chính phủ Mỹ, cho Tổng thống Trump. Ông là một người của Đảng Cộng hòa, thì ông viết ra cuốn sách tố cáo Tổng thống Trump như vậy, nhưng mà không thấy bọn truyền thông thổ tả của hải ngoại đăng nhiều về cái vụ này. Họ tảng lờ, họ sợ nếu mà họ đăng những cái tin như thế này thì họ sẽ bị những cái trong cộng đồng, những người mà cuồng Trump là chửi rủa, chửi bới, đe dọa họ. Nhưng mà những cái chuyện như thế này mà ở Việt Nam thì họ rất là tích cực, họ khai thác, họ bới móc, họ bóp méo sự thật, xuyên tạc, đặt ra đủ những cái giả thuyết, những cái thuyết âm mưu. Một cái câu chuyện khác là mình muốn chia sẻ là Trung Quốc mới đây thì họ đã thông qua một cái luật an ninh cho Hồng Kông. Thì trước khi họ thông qua cái luật an ninh cho Hồng Kông thì Mỹ và các nước EU, các nước châu Âu cũng lên tiếng rất là nhiều, chỉ trích Trung Quốc là rất là nhiều, cho rằng Trung Quốc là vi phạm cái chính sách là một quốc gia, hai chế độ. Nhưng mà Trung Quốc họ vẫn tảng lờ, họ vẫn quyết tâm là họ ra một cái luật an ninh cho Hồng Kông. Thì có vẻ như là Mỹ và các nước EU là cũng bó tay, cũng không có thể làm được cái chuyện gì. Tại vì Trung Quốc bây giờ họ cũng thừa hiểu họ là ở một cái vị thế khác. Các nước mà EU hoặc là Mỹ cũng cần họ rất là nhiều, cần cái thị trường mà trên tỷ dân của Trung Quốc rất là nhiều. Bây giờ các nước EU hay là Mỹ có phản đối thì cũng phản đối bằng miệng thôi, chứ cũng không có làm được cái gì. Thì Mỹ có cấm vận Trung Quốc thì cũng chả làm được cái gì. Tại vì nếu mà Mỹ mà cấm vận được Trung Quốc, mà họ Mỹ mà có thể mà ảnh hưởng tiêu cực đến Trung Quốc về cấm vận thì họ đã làm lâu rồi. Tại vì Trung Quốc cũng thừa hiểu nếu mà Mỹ cấm vận kinh tế Trung Quốc thì Mỹ cũng bị thiệt hại, cho nên Trung Quốc họ không có sợ. Thì các nước châu Âu cũng vậy. Hồng Kông là dù gì đi nữa thì cũng là đứa con nuôi của Anh. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc nó ra một cái luật an ninh cho Hồng Kông thì Anh cũng không có thể làm được gì. Tại vì như mình nói, bây giờ kinh tế Trung Quốc rất là mạnh, thị trường Trung Quốc là rất là lớn. Các nước châu Âu cũng cần cái thị trường Trung Quốc để mà xuất khẩu hàng hóa. Trong cái lúc bệnh dịch này, các nước châu Âu cần phát triển kinh tế thì họ cần cái thị trường lớn như Trung Quốc. Thì cũng liên quan đến vấn đề Việt Nam. Thì ở Việt Nam thì sắp sửa xử cái đám của ông Lê Đình Kình, cái tổ Đồng Thuận. Thì với lại vừa rồi thì an ninh Việt Nam bắt 6 cái bọn mà phản động, cái bọn mà chuyên kích động gây rối an ninh trật tự xã hội ở Việt Nam. Thì mình không có muốn mà mình nói ra thì các bạn cũng biết, mình không có muốn là nhắc tên cái bọn này, tại mình không muốn cái đánh bóng cái tên cho tụi nó. Thì cái đám mà truyền thông thổ tả hải ngoại giống như là đám Việt Tân, rồi cái đám RFA, cái đám VOA thì
cũng là khô môi múa mép, rồi cũng hăm dọa là các nước phương Mỹ hoặc các nước phương Tây sẽ can thiệp vô rồi vì Việt Nam vi phạm nhân quyền thế này thế nọ. Thì giống như là trường hợp của Trung Quốc, cái trường hợp mà Trung Quốc ra an ninh mạng của họ, cái luật mà an ninh với Hồng Kông, thì trường hợp Việt Nam cũng vậy. Bây giờ Việt Nam cũng, cái vị thế của Việt Nam cũng không giống như ngày xưa. Kinh tế của Việt Nam phát triển với một cái dân số 100 triệu dân, gần 100 triệu dân, thì cái thị trường Việt Nam cũng là rất là một cái thị trường quan trọng cho hàng hóa các nước châu Âu hoặc Mỹ xâm nhập vô thị trường Việt Nam. Thì các nước châu Âu hoặc là Mỹ cũng sẽ không không làm gì được Việt Nam. Tại vì cái thị trường Việt Nam với 100 triệu dân thì cũng cũng ngang ngang với 90 nước ở ở châu Âu rồi, với cái dân số gần 100 triệu là cũng ngang ngang 90 nước ở ở châu Âu hoặc là hơn. Thì cho nên với lại một cái điều nữa là cái đám mà ông Kình, cái đám mà Lê Đình Kình, cái đám đồng thuận đã gây ra một cái tội ác đáng kinh tởm, thì các nước châu Âu và Mỹ họ biết họ không có thể làm được gì, họ không có thể can thiệp vô cái chuyện mà nội bộ của Việt Nam, là Việt Nam đang xử lý bọn giết người, bọn phản động, bọn khủng bố. Cho nên Mỹ và các nước châu Âu họ có phản đối hoặc họ có lên tiếng thì cũng lên tiếng bằng bằng mồm thôi, chứ họ cũng không làm được gì Việt Nam. Thì mình hy vọng thì sẽ có những cái bản án nghiêm khắc cho cái đám tổ đồng thuận và cái đám mà dân chủ cùi, cái đám mà phản động vừa rồi đang bị an ninh Việt Nam bắt. Thì mình nghĩ cần có những cái bản án thích đáng để răn đe, để nghiêm trị cái đám phản loạn này. Thì cũng một cái tin khác nữa về mà cái tự do ngôn luận, tự do báo chí, thì Brazil cũng sắp sửa ra một cái luật an ninh mạng, là họ sẽ bắt đầu thắt chặt những cái tin tức giả, fake news, họ sẽ trừng phạt những cái tin tức giả, những ai tin những cái báo đài hoặc những ai mà làm những cái tin tức giả, những cái fake news. Thì mình có những cái tin tức đó để mình chia sẻ với các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này. Mình hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.